sau vài tuần chống chọi các câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần và nhất quyết rằng mình có thể tiếp tục tranh cử, Tổng thống Joe Biden tuyên bố chấm dứt nỗ lực tranh cử và sẽ không tái tranh cử vào tháng 11. Ông nói trong một tuyên bố, xin trích, vinh dự lớn nhất đời tôi là phục vụ trong vai trò Tổng thống của các bạn. Ông nói trên trang mạng xã hội vào lúc gần 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 7. Ông nói thêm, xin trích, tôi tin rằng điều tốt nhất cho đảng của tôi và cho quốc gia của chúng ta là tôi sẽ ngừng tranh cử. Ông Biden cảm ơn Phó Tổng thống Kamala Harris trong vai trò một cộng sự xuất sắc. Trên một post khác trên mạng xã hội, ông bày tỏ sự ủng hộ và hậu thuẫn toàn diện cho bà Harris để trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ. Gần như toàn bộ 3.896 đại biểu Đảng Dân Chủ sẽ tề tựu về đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ tại Chicago, Illinois vào tháng sau đã cam kết bỏ phiếu cho ông Biden, người đã thắng trong các cuộc đấu sơ bộ trên toàn quốc nhưng theo quy định của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, những cái kết này có thể thay đổi. Lời kêu gọi ông Biden trao ngọn đuốc ngày càng rõ nét hơn, bao gồm cả các dân biểu hàng đầu của Đảng Dân Chủ. 58% người tại Đảng Dân Chủ cho rằng Phó Tổng thống Harris sẽ là một Tổng thống tốt. Theo cuộc thăm dò mới đây của AP and tổng quát 30% người Mỹ đồng ý với điều này. Nếu phía Dân Chủ quyết định chọn bà Harris làm ứng cử viên Tổng thống, họ cũng sẽ phải quyết định luôn ai sẽ là ứng cử viên phó tổng thống. Ông Biden nói rằng ông sẽ nói chuyện với công chúng Mỹ để trình bày chi tiết về quyết định của mình. Donald Trump, người đã chính thức được phía Đảng Cộng Hòa chọn làm ứng cử viên tổng thống, gửi ra một thông điệp trên mạng xã hội. Xin chích: một Joe Biden không trung thực, không thích hợp để tranh cử tổng thống và chắc chắn là không thích hợp để phục vụ.